À, chào anh. Anh ơi cho em hỏi này tiên. À, nông cơ Vũ Văn Bự đợt này về máy móc nhiều không anh? Do bữa mới về 2 ngày, cách đây 2 ngày mới về 2 lô hàng. 2 lô hàng hả? À? Hàng gì anh? Vàng sới dầu. À, máy nguyên bộ com lê vàng sới dầu. Từ trên xuống dưới mới về đầy kho dữ lắm. Khoảng bao nhiêu con anh? Khoảng từ 60 bộ đổ lại. À, 60 bộ hả? À? Là 60 một com lê vậy đây. À, như mấy con như ITA401 này, L40 này thì khoảng bao nhiêu tiền anh? Nguyên com lê. Nếu nguyên com lê đó thì theo cái giá trị nó đẹp xấu nó à, tầm từ 75 đến 80 hoặc 90 cũng có. Là 9 triệu đến 7 triệu rưỡi. Con này nè, con L40 này mà mắc vậy. Có nghĩa là nó từ 7 triệu rưỡi, nếu nó đẹp nữa thì nó là giá thành. Con là 60 cao hơn chứ? 60 cao hơn. À, con 60 là cao hơn. Đúng rồi. À, ví dụ như 60, con này đi L60 này thì khoảng bao nhiêu? 60 thì giá thành nó cho từ 8 đến 10 triệu. À vậy hả? Dạ. Nó nằm trong cái khung đó. À, nằm trong khung đó. Mua thì khách hàng mua thì vấn đề là còn giá thương lượng. À. Như cái con này dòng ITA này nó cũng giống như cái dòng kia anh hả? ITA nè. Nó là ITA. À. Thì cái dòng này là nó khác với thằng này là L máy L. Còn này là nó khác. Ý là thằng như ITA này giá nó có mềm không anh? ITA này cái dòng mã lực nó cũng ngang như đó đó. À. Thằng này nó có 4 nữa. À. Nó nằm tầm khoảng bao nhiêu một cái anh? Không biết. Có 7 triệu rưỡi. À, 7 triệu rưỡi. À, biết giá luôn. Chắc giá luôn. Đây mình về vàng IZ10 hả? IZ8 hả? 8 IC80 90. À. Rồi IS8. À, đủ loại hết. IS8 là dòng cốt ben. À. Hàng lớn. À. Bây giờ thí dụ như đây mình mua từ cái dòng máy sới, dòng nào có anh? Ví dụ như IS8 IS gì đó. Từ dòng IS13. Dạ. Yeah. Cho tới đổ xuống và tới dòng IKA là nhỏ nhất. Là cái nào cũng có luôn. Cái nào cũng có hết. À. Có nghĩa là những cái dòng mà IS IZ gì đó mà ở trong hàng nội địa Nhật là ở đây có hết. Có hết. Là hỏi dàn nào cũng có hết. Từ, rồi mình Toyota cho đến IC đến Mitsu đều có hết. Rồi mình có bán cái rời không? Thí dụ như bây giờ em mua cái đầu máy không hoặc cái dàn số không có bán không? Có chứ. À. Mua gì bán đó. À. Rồi thí dụ như bây giờ một cái dàn số như vậy đi. Thí dụ giờ cái dàn số không á, nguyên com lê thì thí dụ như con này là khoảng bao nhiêu tiền? Con này nếu mà nguyên com lê nó tùy thuộc vào cái máy nữa. Ví dụ anh xài như cái dòng máy bật đạn thì giá nó cao hơn. Yeah. Ví dụ thay vì bây giờ như ví dụ nó 18 triệu mà cái máy bật đạn thì nó tầm 20. À. Ví dụ như là như vậy. À. Đó, cái máy bay về nó rẻ tiền hơn cái máy bật đạn. Nhưng mấy cái con mà đẹp đó thì chắc có lẽ không tháo rời ra bán đâu hả? Đúng rồi, mấy con dòng Toyota thì nó đi. Nó nguyên com là để y vậy luôn. À, dòng ITA nè anh nè. ITA thì như vậy là cái dòng mà mấy mấy L60 này mình có hiện tại có 4 chiếc hả? Có 5 chiếc. 5 chiếc. À, có 5 chiếc luôn, L60 nè. L60 nè. Kìa. 5 chiếc. Rồi. 550. À. Y550. Con này xài năng lượng mặt trời. Rồi, còn máy xăng này thì cái giá thành nó dạo này nó có rẻ bớt không anh? Nó cũng bình thôi. Nói chung ra là nó cũng không lên mà không xuống. À. Là nó cũng bình. Ví dụ như bây giờ em mua một chiếc xăng ma BRT55 đi. BRT55. Dạ. Thì cái đó khoảng bao nhiêu? Nó hàng thẻ con đó nó nằm giá 7 triệu trở lên. Dạ. À, anh rồi cái dòng mà sới tạc á. Sới tạc thì nói chung thằng nào cũng sới tạc được á, nó do nó xây đầu là thằng nào cũng làm được á đó. À, xây đầu là làm được hả? Cứ càng này nó xây được tiền thôi, thằng nào cũng tạc đó. Không, nó có một cái loại tạc là để người ta làm cỏ đó. Tròn tròn đó.
tạc là do anh gắn cái bộ lưỡi tạc thôi. À. Đó, anh muốn gắn bộ đó vô anh tạc, anh muốn gắn cái bộ cùi tới anh tới là tùy theo mình. À. Ý là bây giờ mình muốn mua về để mình làm cỏ. Mình làm cỏ thì để xài xới tạc á. Để bộ cùi xới bình thường là mình làm cỏ. À. Còn muốn anh muốn tạc đất thì anh lại xách lưỡi tạc ra. À. Quấn 2 mét tôi quấn ra là anh quay cái đầu lại anh đi ngược. À. Nó tạc ra hết. À, đâu ở đâu cái nào mà xới tạc đâu em coi thử coi. Nhớ con này là xới gì? Xới thường hả? Đó, xới thường. À. Dòng như cái dòng này là đào. Đào mương. Đào mương. À. Cái lưỡi này lưỡi đào mương. Đào mương. À. Còn anh muốn xới thì anh mua nguyên bộ cùi nữa anh ráp vô anh xới làm cỏ bình thường. À, xới ngang ra. Còn như con này là làm cỏ hả? Con này thì chỉ có làm cỏ nhỏ nhỏ chơi thôi. À. Như mấy con này rẻ tiền không anh? Nó không phải từ 6 triệu đó lên. Dạ. Tùy theo cái máy. Còn đây là con tạc đây hả? Con này nó dạng là đào đó. À, đào mương. Đào mương nó đi ngược ra. À, mà nó không xây đầu. Xây luôn, con này xây luôn. Xây đâu? Nó vẫn xây á. À, xây. 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 À. Như mấy con này mắc không anh? Con này cũng rẻ à. À. Nếu mà dòng này nó khoảng chừng 5 triệu trở lên. À. Sao em thấy có nhiều cái máy người ta giới thiệu á. Ở trên mạng là người ta giới thiệu cũng cái máy xới đồ như vậy mà nó có giá 5 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Có. À, là nó có hết hả? Có. 3 triệu có không? 3 triệu thì có loại nó băm trực tiếp thôi. À, băm trực tiếp. Nó không có xới, nó không có bánh. Rồi cái máy mà thí dụ như có bánh như vậy nó có dòng nào 3 triệu không? Không. Có con nào? Không, không. Có. Không có. Là 3 triệu không có. À, tại vì cái bánh nó không hết 1 triệu rồi phải không? Không, có 3 triệu cũng có mà chỉ người ta không dám mua. Làm sao vậy? Quá xấu. Nó quá xấu rồi. À. À, hình như em thấy cái máy của bên mình hình như rửa đồ nó sơ sơ với lại không rửa không anh ạ? À? Không, cái này mình chỉ xịt sơ bụi thôi. À. Mình đâu có làm gì đâu, nó về nó hơi bụi bặm quá mình xịt sơ. À, em thấy có nhiều máy trên mạng người ta làm lại rất là đẹp. Làm mà thì người ta có thời gian, người ta có lính. Còn ở đây mình không có người rồi thì bây giờ ai mua con nào mình bán mình làm con đó. Chứ giờ người làm sẽ nó nhiều quá. À, ai mua là mình dọn ra con đó. Nó nhiều quá không dọn sẽ. À, nhiều quá. Ở đây thì tổng cái máy xăng mình khoảng còn khoảng bao nhiêu cái anh? Máy xăng thì nói chung là còn có mấy trăm con à. À, mấy trăm con hả? À. Cả lớn tới nhỏ luôn. À. Rồi ví dụ như bây giờ em mà trồng cải á, trồng cải trồng rau thì em mua loại nào thì được giá mềm? Cải rau thì trung bình xài cái dòng một bánh nhỏ nhỏ thôi, nó khoảng chừng 5 triệu. 5 triệu. Đó. Mà em muốn xài dòng 2 bánh thì khoảng bao nhiêu? Thì nó phải thường thường giá thì nó là phải 6 triệu trở lên. À vậy hả? À dòng hai bánh, hai bánh như vậy đây là cũng ta làm rau đồ được luôn. Làm được hết. À. Đi vòng vòng coi thử tham quan anh. Anh có cái gì hay hay anh giới thiệu cho bà con xem đi. Tại vì đồ nó nhiều quá, những người khách đó dạ. Đi coi thì người ta lại nhìn không ra cái hàng của mình. Dạ. Nó nhiều quá người ta quá đi. Anh, cái máy này là nó có đề luôn à? Đúng rồi. Anh NF110 có đề luôn à? À. Với con này là thấy còn mới quá anh. À, con này cái dòng này mắc tiền không anh? À, mười mấy triệu hả? Nó là một nó là 13 ngựa hả? Nó NF110 là nó 13 ngựa hả? Không, 110 là nó giống như là 11 vậy đó. À vậy hả? À. Đâu có gì hay hay anh giới thiệu cái. Có gì máy móc gì hay không? Có. À? Hả? À, máy đây. Ù chà, có dàn mà kìa đẹp quá ha. Đó bét kim. À, bao nhiêu anh? Có đầu đèn luôn. Còn đó 90. À, 9 triệu. 9 không, 9 ngựa. À, 9 ngựa. 9 ngựa thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung đó tầm phải 12 triệu đó lên. À, 12 triệu hả? Đó, bét kim à. À, đợt này về quá trời ha. Bét kim có nghĩa là bét nhỏ là kêu bét kim hả? S 90 xin bìa. À, máy xin bìa nguyên tum lê luôn. Nguyên con này khoảng bao nhiêu anh? Nguyên con này nếu mà xin bìa luôn thì nó phải tầm 19 đến 21 triệu. 19 đến 21 triệu. À. Ồ, đợt này về nhiều quá trời nhiều ha. Đây nữa Kubota.
TD này là con này là con dạng giải nhiệt bằng gió đây phải không? Đúng rồi. À, TD620. Quá trời. Cái số mà số nhỏ nhỏ trong đó mất tiền anh. Đó là dòng 3 đến 4 triệu đó. À 3 đến 4 triệu, 2 triệu rưỡi cũng có luôn. Như vậy là mình muốn mua 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu là vô đó. Đúng rồi. À, là nó không có bánh à? Nó không có bánh, nó bông trực tiếp. Mình ráp bánh vô chạy được không? Thì cái đó tùy theo khách nhu cầu thôi. À, muốn ráp bánh là mua thêm tập bánh ráp vô. À, như vậy là dòng rẻ tiền là có đó, 2, 3 triệu là có đó. Rồi. À, Mitsu nè anh. À, cái dòng Mitsu này là nó như thế nào anh hả? Nó là dòng Vesato hồi xưa đúng không? Đúng rồi, nó là một lò với cái thằng Vesato đó. À, nó được ưa chuộng lắm anh. Trời, đồ nó xài bền lắm. Chạy nó nghe nói bền mà không hao dầu anh. Bền lắm, nó bền lắm. À. Đây. Mà những người biết xài người ta mới xài, những người không biết xài người ta thấy nó là lạ không đến. À, người ta thấy cái thương hiệu lạ. Nó là đời nó là lâu lắm rồi. Cái Sato em nhớ từ năm 1980. Nó hai dạng. Là đầu vuông đó anh. Cái đầu vuông, cái đầu dẹp. Dạ, là hồi xưa. Dạ, là xài bình. Đây đầu dẹp đây. Đầu dẹp 85. Đây, đầu dẹp đây. Ừ. Đó, đầu dẹp đây. Như nguyên con này mắc không anh? Mắc cho nó C... mới cỡ này thì T601. Nó mắc cỡ này giá nó phải từ 15 16 triệu rồi. À, là nguyên con bộ này luôn. Thằng này nó lớn ngựa nữa nè. À, 8 ngựa rưỡi à. Mà nguyên bộ vậy luôn có 15 16 triệu à. Thì đâu có mắc gì đâu anh. Bình thường mà. Còn nếu mà nó nhỏ nhỏ thì rẻ, nó tầm 12 triệu có, 10 triệu có. À vậy hả? Tầm 7 ngựa. Dạ. À đây. Đây là vàng mình mới về đây. Đúng rồi. Như ở trong cái đống này nè, thì con rẻ nhất khoảng bao nhiêu tiền anh? Con rẻ nhất nó 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Như là cái dòng nhỏ nhỏ mấy IT 400. À, thí dụ giờ em có 8 triệu mua được không? 8 triệu dư lại được 500. 8 triệu rưỡi không em? Con khác con đó. Khác con đó hả? 8 triệu hả? Dạ, con. 8 triệu thì lấy được con 550. À, 9 triệu. Nếu mà 9 triệu thì lấy được con cỡ như 7 ngựa như là cái dòng... Cũng có luôn. Có luôn. 10 triệu có không? Có luôn. 11 triệu. 11 triệu cũng có luôn, cái đụng đủ giá mà. Mà cao nhất là bao nhiêu? Cao nhất là hai mấy triệu. À, hai mấy triệu. Dạ. Đây, như con K850 nè. Cái con này sao em nhìn thấy nó khác khác mà cái sơn kia mới hay rin nó vậy anh? Cái sơn này nè, vàng vàng cam cam. Rin của nó hả? Rin mà đẹp vậy đó hả? À. Như con này khoảng bao nhiêu tiền anh? Con này xin bìa. Dạ. Nó phải tối thiểu 18 triệu trở lên. À, 18 triệu nguyên công lê. Nó là 8 ngựa rưỡi hả anh hay bao nhiêu ngựa? Đúng rồi. Đâu, em coi thử coi. Nó là ơ. Máy là ơ 8. À, máy ơ 8. À, mà sao cái dòng máy ơ này sao nó mắc anh à? Lý do? Mà. Em biết rồi nhưng mà sao nó lại mắc hơn những dòng khác? À, 8 ngựa. Đây, F nè, hả? Đúng rồi, F. Becky IH. À, cái này dàn số của nó lại xài dàn số ấy ha. 8 ngựa rưỡi. 8 ngựa rưỡi. FD 9 chứ không phải 8 ngựa rưỡi nè. Đây là máy 9. Dạ, 8 ngựa rưỡi nè anh. 8,5 HP. À, 8,5 HP. Mà dòng này sơn nó lại không xài sơn, nó xài hộp số là hộp số ấy luôn. Nhông đuôi trực tiếp luôn. Cái dòng nhông đuôi trực tiếp này em nghe nói là nó rẻ hơn cái dòng kia hả anh? Đúng rồi. Nó rẻ hơn nhiều không? Riêng hộp số là nó rẻ hơn. À, hộp số nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn. Nó không có rẻ đâu nha. Nó rẻ hơn khoảng bao nhiêu? Ví dụ bây giờ hộp số người ta 8 triệu, 7 triệu thì nó khoảng chừng 5 triệu. À vậy hả? À, nó rẻ hơn nhiều ha. Khi mà nó xài thí dụ cái hộp số liền vậy đó mà nó xài nó hư có đồ thay không anh? Có chứ. Ở đây phụ tùng mình có hết không? Đấy là nguyên vàng à, phụ tùng đuôi gà đó, kính thưa các loại đuôi cuộn sới. À. Đó. Cần là có. Cần là có hết. À. Cứ bỏ cái đuôi này ra lấy cái đuôi khác gắn vô thôi. À. Không, ý là cái hộp số nó, cái hộp số này nó có hay bị bể không? Hộp số có luôn. Hả? Nó có hay bị hư sẵn không? Nói chung ra là không có cái gọi là cái gì để mà hư, chủ yếu là người xài ẩu nó bị hư thôi chứ đàng hoàng không thể nào hư được. À.
Con này nhìn gọn đẹp quá ha. Con này chắc rẻ nè. IT 550. Con này 7 triệu không? Không, con này 7 triệu không có bán được. Con này nó đẹp, con này phải bán chót phải 9 triệu. À 9 triệu hả? À. Ủa có 550 rồi mà. Đó, bởi nhưng mà nó đẹp. À nó đẹp còn hả? Có phần xấu hơn nó chỉ có 8 triệu thôi. 7 triệu rưỡi 8 triệu. Coi như cái hàng nội địa này là mình không thể nào mình đúng xác rồi. Định một cái giá giống như là đúng những đúng cái dòng xe khác, những dòng khác mới. Nó không phải giống như hàng trong công ty nhà máy ra. Dạ. Mình bán theo cái giá trị của cái hàng quá. Ví dụ như hai con này bằng nhau, một con xấu hơn nó vẫn rẻ hơn. Dạ dạ. Con đẹp hơn nó mắc hơn thôi. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ.